Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về đánh giá cái xe. Đây là xe Jaguar V02 các bạn. Xe này mới ra thị trường, rất là hot các bạn ha. Thì cái xe này có mẫu mã khá là đẹp. Thì mình mua xe này cũng gần 2 tháng nữa các bạn. Thì mình thấy nó có những cái ưu điểm và khuyết điểm đó. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và thì những cái khuyết điểm đó thì cách phục như thế nào các bạn ha. Thì ok, thì cái xe này cho mình cho các bạn xem cái tổng thể các bạn. Hiện giờ nó cũng đang khá là hot các bạn ha. Đây các bạn. Thì mẫu mã nói chung là khá là ok quá ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết những cái ưu điểm và khuyết điểm. Thì mình nói những cái ưu điểm trước đây các bạn ha. Thì cái xe này các bạn biết sao không? Thì thứ nhất là cái mẫu mã nó khá là đẹp các bạn, rất là sắc sảo ha, và nó rất là khích. Mình thấy nó khích như giống như xe Honda các bạn. Nó rất là sắc nét các bạn ha. Rồi các bạn nhìn thấy không? Đây, cái cả những cái đồ nhựa này nó khá là dày nha các bạn. Mình thấy nó cũng khá là dày vậy. Còn hay dùng những cái chi tiết này nó làm rất là sắc sảo nha các bạn. Thì cái xe này các bạn biết sao không? Nó sử dụng cái motor này là 1500W các bạn, nó khá là mạnh. Mình có một chiếc kia nó nhỏ hơn các bạn, 800W đó. Hồi chạy nó khá là yếu. Nhưng mà chiếc này xe này nó khá là mạnh các bạn ha. Xe này nó là 6 bình ắc quy các bạn ha. Một cái bình ắc quy nó nặng như là 11 ký 3 hay gì á. Bữa nữa cân thử. Một cái bình nó khá là nặng mà nó lấy 6 cái bình thôi. Tính ra nó gần 70 ký các bạn. Rồi, thì cái xe này khi mà cảm nhận chạy á thì mình thấy nó mạnh luôn rồi. Các bạn chở 2 chở 3 là không có xi nhê cho nó khá là ok á. Rồi. Thì đó là cái ưu điểm các bạn ha. Rồi cái thứ hai là cái dàn đèn này các bạn, để mình cho các bạn xem cái dàn đèn của nó. Rồi. Đèn này như là toàn bộ đèn led hết nha các bạn. Tất cả đều đèn led hết. Thì led này nó như là gần 98% các bạn. Đã thấy đèn led không ha. Này cũng led nè các bạn, hai bên này có hai dây led nữa nè. Led. Đó các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó cũng led luôn các bạn. Nhưng mà nó chỉ chọn 98-99% các bạn. Nhưng mà cái đèn biển số nè các bạn. Đèn biển số này là cái đèn halogen đúng không ạ? Nếu mà cái hãng Jaguar này nó đổi luôn cái đèn này thì khá là ok. Thì hình như là full led luôn. Nhưng mà tại vì nó còn sót lại cái này đó các bạn. Thì ok, các bạn nào có điều kiện thì cứ thay cái đèn này. Mình nghĩ không cả có bao nhiêu tiền đó các bạn. Ngoài chợ nó có bán. Rồi ok. Đó là hai cái khuyết điểm các bạn ha. Thứ nhất là mẫu mã các bạn ha. Thứ hai là sức mạnh xe này khá là ok. Thứ ba là cái đèn led này các bạn. Cái đèn led nếu bên này là thay được đèn led là ok các bạn ha. Nói chung mấy cái đèn led này đẹp, ban đêm chạy rất là đẹp nha các bạn. Cái xe này nó còn cái ưu điểm nữa. Cái ưu điểm này mình nghĩ nó khá là hay đó các bạn. Đó là một cái động cơ. Cái động cơ của xe này là cái đây là các bạn. Thì cái động cơ này là nó là một cái motor các bạn ha. Nó là cái motor và nó cũng là một cái dynamo để phát điện các bạn. Thì khi các bạn dặn ga, khi các bạn ra thì nó là cái motor bình thường, nó chạy bình thường đó mà. Khi các bạn bóp thắng thì nó chuyển sang chế độ dynamo, tức là nó sạc được cái bình các bạn. Thì khi các bạn bóp thắng các bạn thấy cái có dấu chấm thang màu đỏ các bạn. Khi mà các bạn chạy khoảng 450 các bạn bóp thắng nhẹ thôi, các bạn bóp nhẹ, khi các bạn thả chấn bóp nhẹ cái, đừng có bóp thắng, đừng có bóp mạnh các bạn, bóp nhẹ cái này hiện lên cái dấu chấm thang á. Khi mà các bạn bóp thắng nó hiện cái dấu này lên nè các bạn. Thì tức là nó đang chuyển sang chế độ mà gọi là dynamo đó các bạn. Nó đang sạc vô bình đó. Thì lúc này các bạn dặn ga nó không có đi đâu ha. Các bạn dặn ga cỡ nào nó cũng không đi đâu. Thì đó các bạn nhìn thấy nè ha. Khi các bạn chạy như vậy thì cái quãng đường nó sẽ xa thêm chút xíu mà ha. Khá là hay. Thì mấy xe khác mình chưa thấy nó có cái chức năng mà sạc bình các bạn. Thì nhưng mà sau những ưu điểm này nó cũng có mấy khuyết điểm các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ liệt kê những cái khuyết điểm cho các bạn xem ha. Rồi. Ok. Thì đầu tiên nè các bạn. Tại cái vị trí đặt bình này các bạn, nó đặt dồn về phía trước nè các bạn. Nó bắt đầu từ đây các bạn ha. Nó bắt đầu từ đây nè các bạn. Nó chạy vậy, nó dồn về phía sau. Thì như vậy nè các bạn, phía sau thì mình thông thường những cái xe khác các bạn bình thường nó đặt phía sau ha, đặt từ nửa xe đổ về sau. Nhưng mà cái bình xe của Jaguar V02 này các bạn, nó dồn từ giữa ra trước nè. Thì như vậy các bạn phía sau khi các bạn chạy nó đè cái đầu này xuống nè các bạn, tại nó dồn trước nhiều quá. Cái tay lái các bạn chạy khá là nặng ha. Rồi, khá là nặng á. Mình chạy trong đô thị mình bẻ lái rất là khó các bạn. Tại vì nó cứ ghì ghì tay lái hoài à. Mỗi lần mà muốn tránh một cái bậc gì đó
mình nghĩ là khá là khó các bạn. Người ta lái nặng lắm. Nó nặng không phải là do cái chén cổ siết quá cứng hay là cái gì đâu bạn, tại vì do cái bình nó đặt cái vị trí nó không hợp lý các bạn. Cái vị trí đặt bình nó dồn vào trước nhiều quá. Nó dằn cái đầu xuống. Thì cái này nói chung là các bạn là mua xe thì mới cảm nhận được. Tại vì khi mình nói các bạn chưa có cảm nhận được đâu. Mấy bạn nào mà mua xe rồi thì các bạn comment cho mình biết ha. Tại vì xe mình chạy mình mới mua chiếc V002 đầu tiên này, mình thấy nó không có hợp lý chỗ này xíu các bạn. Nó khá là nặng cái đầu ha. Cái tình trạng này có cách khắc phục nha các bạn. Nó có hai cách nha các bạn, có hai cách khắc phục. Rồi, ok, thì cách thứ nhất các bạn. Cách thứ nhất thì các bạn bơm bánh xe cho cứng chút xíu ha. Tại vì bánh xe này thường các bạn mua nó bơm khoảng chừng 8 đến 2 kg à. 1 kg 8 đến 2 kg các bạn bẻ lái là mệt mỏi luôn á. Cái đó là mình thiệt ha. Các bạn cứ bơm cứng đi, còn bơm khoảng 2,4 kg ha. Các bạn bơm 2,4 kg đến 2,5 kg đi. Tại vì các bạn bơm vậy á thì các bạn chạy các bạn thấy nó đỡ hơn chút xíu đó các bạn ha, nó đỡ chút xíu. Mình bẻ lái nó hơi dễ hơn chút xíu. Chứ nếu không là các bạn hơi vất vả đó. Không được cái xe mà biết sao không? Thường ta dồn về sau các bạn. Ít ai mà dồn cái trọng tâm về trước nhiều lắm. Tại vì khi mà dồn cái trước nhiều quá đó thì cái bánh sau á, các bạn bẻ cua nó dễ bị trượt bánh đó nghe bạn. Nó dễ bị trượt bánh lắm. Thì nói chung các bạn rút kinh nghiệm, khi mà vô cua các bạn đi chậm lên chút xíu thôi. Mọi người chạy nhanh quá dễ bị té lắm, tại vì nó dồn về trước nhiều quá các bạn. Thì cái đó là trải nghiệm của mình ha. Rồi ok, thì đó là cái khắc phục. Cách khắc phục đầu tiên các bạn. Khi các bạn bơm 2,5 kg á thì các bạn chạy cảm giác nó sốc nhẹ nha các bạn. Nhưng bù lại các bạn chạy á, cái tay lái nó sẽ nhẹ lên chút. Nó đỡ ha. Thôi mình chạy mình tránh những vật cản các bạn. Mình tránh những vật cản rất là khó. Cái đó là thấy gì các bạn ha. Rồi, cái đó là cách thứ nhất các bạn ha. Rồi cách thứ hai. Cách thứ hai là khắc phục này thì nó hơi tốn kém chút xíu các bạn. Thì các bạn nào khi các bạn mua xe mà chưa có lắp bình á, thì nếu các bạn có điều kiện, nha. Mình nhấn mạnh một xíu, các bạn nào có điều kiện thì các bạn đổi bình đó. Khi chưa lắp bình đó thì nó mua cái giá khá là cao ha. Các bạn lấy bình các bạn đổi qua pin, các bạn pin lithium á. Thì cái pin lithium á thì nó cái thứ nhất là nó nhẹ hơn á, nó nhẹ hơn 10 mấy kg á. Rồi, thứ nhất là nhẹ hơn. Cái thứ hai nữa là cái quãng đường nó đi khá là xa ha. Các bạn đi rất là xa. Thì cái xe này các bạn sao không? Cái xe này nó quá đẹp rồi. Nó quá đẹp à. Khi mà các bạn đổi bình lithium á thì nó nhẹ thì cái tay lái nó sẽ nhẹ theo ha. Rồi cái đó cái thứ hai, và cái thứ ba là các bạn chạy quãng đường khá là xa thì cái xe này nói chung là nếu mà bạn đổi pin bình lithium đó thì nói chung là đỉnh luôn á, là coi như là nó hoàn mỹ luôn rồi ha. Rồi đó, thì hai cách phục thì tùy ha. Các bạn nào không có điều kiện thì mình chơi cái kiểu cái nãy mình nói, mua bánh xe này cứng 2,4 kg đi, 2,4 kg 2,5 kg cũng được rồi ha. Rồi thì chạy nó sốc nhẹ chút xíu không sao đâu, nhưng mà còn chạy cảm giác cái lực rất là đã mà ha. Rồi đó là cái khuyết điểm mà mình và các khắc phục các bạn ha. Rồi đó là cái thứ hai là cái xe này đó các bạn. Cái xe này nó có cái cặp kính chiếu hậu nè. Thì cặp kính chiếu hậu này nó khá là bất tiện mà, nó khá là bất tiện ha. Nó dài lên các bạn, nó lú ra tuốt ngoài này luôn nè. Cái tay lái nằm trong này với nó lú ngoài này nè. Thì các bạn ở nhà trọ hoặc các bạn ở nhà có cánh cửa hẹp á, các bạn vô đầu tiên là đụng hai cái này ha. Hoặc là các bạn vô bãi xe á, khi các bạn đi ra là mấy cái này nó chạy ra các bạn. Nó quật chạy hết trơn các bạn ha. Đó là cái dở của cái cặp kính này các bạn. Thì cặp kính này là cặp kính nó làm khá là đẹp các bạn. Từ đó giờ mình chưa thấy cái kính nào mà nó đẹp như này. Cái chi tiết thì khá là đẹp các bạn ha. Chi tiết bạn có nhìn chi tiết rất là đẹp. Nhưng mà nó cũng có cái dở các bạn. Thứ nhất là nó khá là thô, nó dài quá mà, nó thô lắm. Cái chi tiết là đẹp nhưng mà cái tổng thể thì nó khá là thô mà ha. Với lại cái thứ hai cái góc xoay của nó rất là ít các bạn. Góc xoay của nó xíu à. Nó khá là ít các bạn ơi. Thành ra các bạn điều chỉnh đó, còn điều chỉnh rất là khó. Ok. Thì cái này cái cách khắc phục này cũng đơn giản lắm mà. Thì để chút xíu mình lấy cái cặp kính của mình. Bên mình cũng có bán cặp kính duy nhất cho xe V02 các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đổi. Mình đổi thử đi, mình đổi cặp kính của xe Airblade mà. Xe Airblade nó có hai dạng, mà một dạng zin nó là cái chân nó khá là dài không ha, chân nó dài thòn lòn à. Rồi cái loại thứ hai ở bên mình có bán cái loại chân ngắn các bạn, để mình gắn vô rồi mình quay lại cho các bạn xem cái nó có đẹp hay là xấu ha các bạn ha. Đây nè các bạn, đây cặp kính này là kính của xe Airblade mà là chân ngắn các bạn ha, chân ngắn đẩy mà phải chở nó bắn nhóc luôn. Thì cái đặc biệt của này để gắn cái này thì nó hơi khó, tại vì nó có cái cục cái chân nối nè các bạn. Cái chân nối này nè, tại vì cái chân này là chân 8 ly luôn ha,
sinh viên 8 ly mà là ngăn ngược các bạn. Thì cái của xe Airblade đó là trên 10 ly, thành ra mình phải đổi, mình phải tháo bỏ nguyên cung được các bạn. Mình tháo bỏ nguyên cung luôn. Mình thay luôn cái kiến các bạn ha, thay. Nhưng mà các bạn nhớ giữ cái chân lại nha, tại cái chân này nó khá là đẹp các bạn. Thì như nãy mình nói các bạn, cái chân nó là chân nó là sắc nét, nó làm khích các bạn ơi, làm khích rồi. Rồi, thì mình giữ cái chân lại, mình để qua cái kiến kia. Rồi, bây giờ mình gắn vô rồi mình quay lại cho mấy anh xem ha. Thì trời, rồi giờ mình sẽ thay cái kiến của xe Airblade vô các bạn ha. Đây, cái cặp kiến của nó là các bạn. Đây là kiến của xe Airblade các bạn. Các bạn nhìn thấy nó vậy chứ lúc gắn vô nó khá là đẹp các bạn. Thì đó là cảm nhận của mình ha. Thì chút xíu mình gắn vô cho xem. Nhưng mà cái quan trọng là còn cái gì không? Cái chân nối này nè. Cái chân nối này các bạn phải phải mua riêng ha. Đây là các bạn. Nó có chân nối nè các bạn. Tại vì cái răng zin của xe nó 8 ly nhưng mà cái này là 10 ly các bạn ha. Nó phải có chân nối, nó đủ bộ mới gắn được nha các bạn. Đó. Rồi xong, nhưng mà các bạn bỏ cái cục cao su đi. Cái cao su này nói chung gắn vô xe nó khá là xấu, nó không đẹp đâu. Các bạn lấy cái chân cũ, chân zin đó nè các bạn. Lấy cái chân zin nó gắn vô. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô các bạn ha. Bây giờ mình sẽ gắn vô cho các bạn xem. Rồi, mình để mình xích vô nha các bạn. Rồi xong. Ok, mình đã gắn xong hai bên đó các bạn. Rồi, khi mà gắn xong đó thì nó nhìn nó rất là gọn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó khá là đẹp á. Cái kiến này nó có oxy rất là lớn các bạn điều chỉnh thoải mái luôn ha, nó rất là đã các bạn. Thì khi các bạn chạy vô nhà nó không có bị đụng hai cửa này các bạn. Cái kiến này nó nhìn cái chi tiết này nó không đẹp bằng kiến zin nha các bạn. Nhưng mà khi mà lắp vô nhìn tổng thể nó rất là dễ thương các bạn. Các bạn nhìn rất là đẹp ha. Các bạn nhìn thấy không? Trong video các bạn nhìn, không biết các bạn nhìn thấy sao chứ ở ngoài nhìn rất là gọn và rất là đẹp. Thì cái này là kiến, này là kiến của xe Airblade mà cái chân ngắn đó các bạn, cái chân ngắn. Thì zin nó rất là dài các bạn ha, zin nó dài lắm. Nhưng mà cái zin chân ngắn thì bên mình cũng có bán này nè các bạn. Thì các bạn nào ở nhà ở gần chợ mà bán đồ phụ tùng các bạn mua cũng được ha, cũng có bán đầy á. Còn nếu các bạn nào mà không có tiền các bạn mua mình đi, mình có đăng Shopee các bạn. Thì cái bộ này nè, cái bộ này gắn cho xe V002 này các bạn, và DK02 này nè. Thì nó có cái chân các bạn. Thì khi mà các bạn mua cái này mà gắn cho xe V02, mình có sẵn luôn cái chân nè. Mình các bạn về gắn vô cái là xong à, nó rất là tiện. Còn cái khuyết điểm thứ ba nè các bạn. Thì cái bánh sau này các bạn nó có một cái đĩa thắng. Thì cái đĩa thắng này nó khá là nhỏ nha các bạn. Cái đĩa thắng này nó chỉ phù hợp cho mấy cái xe mà xe Tayga 50, xe nhỏ nhỏ. Xe mà nhẹ khoảng 80 kg. Nhưng mà cái xe này nó là 130 kg rồi ha. Thì cái đĩa này nó có 1:8 các bạn. Thì cái đĩa tháng trước á nó là 2:2. Nhưng mà cái đĩa tháng này có 1:8 nó không phù hợp luôn ha. Thì các bạn biết sao không? Cái này là cái khuyết điểm khá là lớn các bạn. Khi các bạn thắng thì nó sẽ trôi xe qua, nó không ăn nữa các bạn. Nó chỉ ăn được cái trước thôi ha, cái sau nó cứ trôi hoài. Thì khá là nguy hiểm. Thì đó là cái ba cái khuyết điểm của cái xe này rồi ha. Rồi thì khi thắng các bạn, thì bạn thắng luôn cả hai thắng, thắng trước và thắng sau. Để cho nó có cái độ an toàn các bạn ha. Chứ thắng thắng sau không có nó không ăn đâu các bạn. Đó là cách xử lý cho nó an toàn nhất các bạn. Thì đó là ba cái khuyết điểm của cái xe này các bạn ha. Nhưng mà nói chung mình thấy nó cũng khá là ok đó các bạn. Nó các bạn nhìn cho các bạn nhìn tổng thể nè. Đó. Ok, thì sau khi thay kiến cho các bạn nhìn thấy sao? Nó khá là gọn các bạn ha. Rồi thì ok, hôm nay video này mình xin chia sẻ ngắn các bạn ha. Rồi video mình xin kết thúc đây và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.